phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Chiều 30 tháng 11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm. Các bị cáo vì tư lợi, vì động cơ cá nhân gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng. Do đó cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe giáo dục. Từ đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 đến 17 năm về tội tham ô tài sản, 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên bị cáo Quân là 21 đến 23 năm tù giam. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, mức án 13 đến 14 năm tù về tội tham ô tài sản và 3 đến 4 năm về tội rửa tiền, tổng hợp là 16 đến 18 năm tù. Đối với 5 bị cáo là cựu nhân viên tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm là vợ của bị cáo Quân bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.